Đồ anh theo ăn hết, mới gọi bim bim bo lúc lắc. Ok em nha, em sẽ thực hiện thử thách này. Bây giờ tao sẽ bọc quả này ra cho mọi người. Bên trong là hình tam giác này. Thì ăn thì rất là giòn, nó có mùi thơm nha mọi người. Thơm mùi thịt nướng nha mọi người. Bim bim bô cá, vị bo lục lạc, thơm mùi thịt nướng, rất dễ ăn. Các bạn có thể đặt về ăn thử. Các bạn muốn theo ăn món nào thì các bạn comment bên dưới nhé. Các bạn nhớ truy cập kênh YouTube Theo Ham Ăn để xem những tập mới sớm nhất nhé.